Để khơi thông hiệu quả vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các tổ chức tín dụng là phải thực sự tạo sự thông thoáng, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm cho doanh nghiệp. Từ cuối năm 2022, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bị ách tắc trong đầu tư thiết bị, phương tiện do vốn vay chậm giải ngân hoặc hết hạn mức tín dụng. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước cùng cam kết triển khai các gói hỗ trợ lãi suất với tổng mức 165.000 tỷ đồng, đồng thời tăng hạn mức tín dụng thêm 100.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp. Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung tháo gỡ vướng mắc về chính sách, điều kiện vay để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận vốn. Ký hợp đồng vay vốn tín dụng với ngân hàng rồi, là coi như có hạn mức rồi, nhưng mà khi LC mở rồi, tới ngày máy móc về, thì ngân hàng nói rằng coi như là hết room, không giải ngân. Máy lưu ở cảng và đóng tiền lưu kho, lưu bãi, đóng tiền phạt. Các chương trình tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp đang tiếp tục được tăng cường với gói 9.000 tỷ đồng, gói hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31 của Chính phủ và Thông tư 03 của Ngân hàng Trung ương. Nhiều giải pháp kết nối giữa ngân hàng với doanh nghiệp, với hiệp hội doanh nghiệp, hội ngành nghề được tăng cường. Hỗ trợ doanh nghiệp, Thành phố Hồ Chí Minh và Ngân hàng Nhà nước tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, những lĩnh vực có đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,5 cho đến 8% trong năm 2023 của thành phố. Với cái tổng số tiền khoảng doanh số nợ khoảng là 469 nghìn tỷ thì trong đó là có giảm lãi suất cho doanh nghiệp là 165 nghìn tỷ và tăng hạn mức tín dụng cho doanh nghiệp là khoảng 100 nghìn tỷ. Thực hiện cái gói hỗ trợ 200 lãi suất khoảng hơn 9.000 tỷ thì đó là tất cả những cái hành động cụ thể của các cái tổ chức tín dụng góp phần giảm cái chi phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp. Đây là một cái giải pháp tốt, hữu hiệu, tích cực để thực thi các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương trong năm 2023. Với dự báo còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn các nguy cơ từ những biến động trên thế giới, việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô được Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Ngân hàng Nhà nước xác định là nền tảng. Vì vậy, thực hiện tốt các chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp càng được chú trọng từ đầu năm 2023 cho đến nay.